gồm có những tiết mục sau đây: 19 giờ những người bạn nhỏ, 19 giờ em yêu khoa học, những thí nghiệm vui, 19 giờ 50 phút thế giới 24 giờ, 20 giờ chương trình hát giới ngôi sao, 21 giờ cầu truyền hình Đức Sáng Việt Nam hành trình theo chân Bác, 21 giờ 10 phút ký sự hành trình theo chân Bác, 21 giờ 20 phút phim truyện Việt Nam Mây Trắng Ngang Trời tập 8, 22 giờ 15 phút tin trong nước, 22 giờ 30 phút chiếu phim phim truyện Trung Quốc Một Thoáng Mộng Mơ tập 30, 23 giờ 20 phút thưởng thức gia đình, 23 giờ 40 phút tin cuối ngày, tin thế giới, tin thể thao. Chương trình truyền hình rạng sáng ngày 15 tháng 8 gồm có những tiết mục sau đây: 0 giờ 5 phút nhịp sống Sài Gòn, kiến trúc giáo đường ở Sài Gòn, 0 giờ 30 phút chiếu phim phim truyện Hàn Quốc Hoa Thủy Tinh tập 3, 1 giờ 30 phút tạp chí bóng đá thế giới, 2 giờ chuyện lạ bốn phương, 2 giờ 30 phút phim truyện Việt Nam Những Ngọn Nến Trong Đêm tập 14, 3 giờ 20 phút ca nhạc bài ca quê hương, 3 giờ 50 phút nhật ký không độ ai thủ đoạn hơn. Bây giờ xin mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình tối nay trên kênh HTV7.